Hello teacher, today I am read a book 83, Do Worms Sleep? Hannah likes worms. She wants to know everything about them. She asks her mom, Do worms sleep? Mom said, I don't know. Let's this of the earth. Hannah and mom read about worms. They live as worms, have no arm, no leg, and no eyes. They live in ground and then eat leaves. But do they sleep? Yes, they do. Hello, teacher. Hannah thích sâu. Cô ý thích tìm hiểu mọi thứ về nó. Cô ý hỏi mẹ, con sâu có ngủ không ạ? Mẹ cô ý nói, con không biết, mẹ không biết. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về nó. Hannah và mẹ cô ấy đọc sách về sâu. Họ biết rằng những con sâu không có tay, không có chân và không có mắt. Nó sống ở dưới đất và nó ăn lá cây. Nhưng con sâu có ngủ không? Có. Goodbye teacher.